Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in nhiệt ở bên mình với cái điện thoại để các bạn in cái tem sản phẩm nè, với cái nội dung tùy ý nha, hoặc là in cái ghi chú nè. Đó, với những cái loại giấy in tem như thế này ha. Đó, các bạn in tem sản phẩm nè, in giá nè. Đó, in ghi chú nè, nó sẽ ra như thế này ha, với các loại tem nha. Đó, ở đây cái tem của mình là khổ 40-30. Thì các bạn muốn cái khổ giấy bao nhiêu thì các bạn mua về các bạn in nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này trước nha. Thì đây là cái máy in nhiệt của bên mình nha. Thì cái máy này các bạn, bên đây là cấp nguồn điện nè các bạn. Bên đây là cái cổng USB Type-C nè, kết nối với cái máy tính nè. Thì cái máy này có thể kết nối được với máy tính, laptop, MacBook, điện thoại iPhone hoặc là Android nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bật cái nút gạt bên đây nè, mình mở cái khay giấy ra. Thì đây là cái giấy in test bên mình. Bên mình đã test cái máy sẵn rồi, test ok rồi mình mới gửi cho khách hàng nha. Ok, bây giờ mình sẽ kéo cái cần gạt này lại nè, để mình gắn cái cuộn giấy in tem vào nè. Cái giấy in tem này của mình là khổ 40-30 nha. Đó, mình sẽ thâu lại để mình gắn vào nha các bạn. Đó, để vừa với cuộn giấy nha, để khi mình in nó không có bị chạy giấy nha các bạn. Rồi, khi mình chỉnh lại rồi á thì mình đóng cái nắp lại nè. Thì cái máy này có thể in được sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, TikTok hoặc là giao hàng nhanh nha. Và giao hàng tiết kiệm thì có thể in được trên máy tính hoặc laptop nha mọi người. Sàn Shopee, Lazada, TikTok thì in được trên điện thoại, giao hàng nhanh thì in được trên điện thoại nha. Ok, ở đây nó có cái công tắc nè, mình bật cái công tắc nên mở máy lên nha. Ok. Rồi, ok, thì máy đã cân chỉnh giấy xong nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với cái phần mềm Latch Label để các bạn in cái tem sản phẩm nha. Ok, thì các bạn vào cái phần mềm Latch Label thì các bạn vào New Label nè các bạn. Các bạn chọn cái khổ giấy nè, size nè. Ở đây cái giấy của mình là 40-30 nè. Thì khổ giấy của các bạn bao nhiêu thì các bạn chọn nha. Rồi, ok. Đây, bây giờ mình sẽ vào mình soạn cái nội dung nè. Ở đây mình ví dụ là bán áo thun nha. Rồi, mình ví dụ là áo thun cổ tròn ha. Rồi mình cho nó bự lên nha. Rồi ở dưới thì mình tạo thêm một cái giá nữa nha. Ở đây mình có thể tùy chỉnh là in đậm hoặc là gạch chân, hay là nó chữ của nó nghiêng nha. Rồi, ok. Mình tạo cái phần giá nha, mình ví dụ là cái giá là 500k đi. Rồi, ok. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ in ra cho các bạn xem nha. Rồi, ở đây mình ví dụ mình copy 4-5 bản gì đi nha. Đó, các bạn thấy không? Máy in rất là nhanh nha. Đây các bạn nha. Rồi, ví dụ thì các bạn có thể in bất kỳ cái gì, ví dụ như là các bạn in ghi chú hay là như thế nào đó, hay là hoặc là các bạn có thể in cái hướng dẫn sử dụng luôn nha.
Rồi, ok. Rồi ok, bây giờ mình sẽ in thử cho các bạn xem nha. Mình ví dụ là 5 bảng nha. Đó, các bạn thấy không? Máy in rất là nhanh nha. Đây nha các bạn, chữ in ra rất là nhanh và đẹp và nét nha. Ok, thì những bạn nào mà muốn mua máy in này á, thì mình có để cái đường link của Shopee hoặc Lazada bên dưới phần miêu tả. Các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.